Dạ, con thành kính lãnh lễ Ngài Trị Sư vừa quan năm nhờ đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông, cô Hoa Nguyệt cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Ngài Trị Siêu giảng dạy hai bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sân Tha Dạ. Ô ta sa pha gau tô a ra ta ta sa qua sa tha ra Nam mô ta sa pha gau tô a ra ha tô a sa mà rằng cảnh nghiệp bộn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, vị nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh Pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và cảm ơn cô Trần Đông cho bài học. Hôm nay kinh tiểu bộ Khuttaka Nikaya Itivuttaka chương 3, ba pháp phẩm 3, bài 70 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Ta đã thấy, này các tỳ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác. Chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, sau khi không nghe một Sa môn hay bà la môn nào khai lên, ta nói lên lời này. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác. Chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và này các tỳ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác. Chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Bài 71 La Mã. Này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Ta đã thấy, này các tỳ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiền, thành tựu nói lời thiền, thành tựu ý nghĩ thiền. Không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỳ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên,
ta nói lên lời nói này: này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩa thiện. Không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung họ được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Và này các tỳ kheo, vì rằng ta tự biết, nhà con xin đọc lại. Và này các tỳ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng: này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện. Không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung họ sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến dẫn ý vào đường chánh, nói những lời chánh ngữ, với thân làm nghiệp chánh. Người ở đời làm vậy, nghe nhiều, học hỏi nhiều, làm các việc công đức, ở đây sống trong đời với sanh mạng ít oi. Khi thân hoại mạng chung, người ấy với trí tuệ, người ấy làm như vậy được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bụt Thầy á. Dạ, bản kinh kinh đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an biến hóa. Và dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, kính lễ Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học phẩm thứ ba ở trong pháp bài chi của Vidibhutaka, bài 70-71. Thì có ý đối lập với nhau nên chúng tôi cho học cả hai bài ở trong một buổi học. Bài học thì ý nghĩa không có khó, nhưng mà trong cái mạch văn khiến cho chúng ta đọc chúng ta cảm thấy hơi rối một chút. Nếu mà bây giờ chúng ta ngồi nghe, chúng ta sẽ gỡ cái rối đó ra, gỡ rối được. Không có vấn đề. Thứ nhất
là cách ở trình bày. Cái vấn đề thứ hai đó là ngữ nghĩa ở trong bài chúng ta có một vài điểm có vấn đề. Thứ ba là chúng ta mới nói đến ý nghĩa của hai bài kinh này trong cái việc chúng ta tu tập. Trước nhất là chúng ta nói đến cái cách trình bày. Ở trong mỗi một bài kinh, Đức Phật Ngài lặp đi lặp lại ba lần. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài bày trong ba lần đó, thì một thứ nhất là Đức Thế Tôn là tuyên bố, này các tỳ kheo, tôi đã thấy các chúng sinh thành tựu thân ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, vân vân. Tức là Đức Thế Tôn Ngài trình bày trong cái đêm mà Ngài giác ngộ, cái đêm giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề vào cánh đầu của đêm, thì Ngài chứng được túc mạng thông bốc pê đi qua xa núi sư tí nhà nắng. Ngài nhớ được cái đời sống quá khứ của người này, một kiếp, mười kiếp, hai kiếp, hai mươi kiếp, ba mươi kiếp, cho đến một trăm kiếp, một ngàn kiếp, một trăm ngàn kiếp, một thành kiếp, một hoại kiếp, một thành hoại kiếp. Ngài nhớ nhiều nhiều hơn nữa với nét chi tiết đại cương ở trong cái đời sống quá khứ. Như vậy gọi là để canh đầu Ngài đắc được túc mạng minh. Canh giữa đó, canh giữa của đêm đó, Ngài đắc được sinh tử minh, gọi là chú tu bà ba tác nhận nhà nát, hay là đến bà chắc khu nhà nát là thiên nhãn thông, là Ngài thấy biết chúng sanh do làm thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp, phỉ báng các bậc thánh, có tà kiến, vân vân, người sinh xuống đọa xứ địa ngục, cõi khổ là địa ngục, đạo quỷ, súc sanh, a tu la. Cái cách trình bày đầu tiên là Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố cho chúng sanh biết là với thiên nhãn thanh tịnh, Ngài đã thấy được các chúng sanh như thế. Rồi Ngài lặp lại lần thứ hai đó, này các tỳ kheo, ở đây vì ở trong cái lối dịch tất nhiên
là cũng theo sát Pali, nhưng mà không có uyển chuyển, cho nên chúng ta nghe chúng ta hơi bị rối. Là sau khi trình bày như vậy rồi, trình bày cách thứ nhất như vậy rồi, thì Đức Thế Tôn này đối với cách thứ hai này, các tỳ kheo, sau khi không nghe một sa môn và la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời nói này, cái cách thứ hai đấy thưa quý vị, khi mà trình bày, khi mà dịch cái lối dịch bạch văn như thế thì làm cho chúng ta khó hiểu. Cho nên bây giờ chúng ta phải dựa theo trong Pali. Pali chúng ta được quyền, chúng ta sắp đặt trước và sau. Ở đây có nghĩa là đầy các tỳ kheo, khi ta nói rằng ta đã thấy chúng sanh thành tựu thân ác, khẩu ác, ý ác, chỉ trích bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối, sau khi thân hoại bằng chung, chúng sanh phải sanh khổ giữa ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỳ kheo, điều này không phải do ta nghe sa môn hay bà lôn nào khác nói, là cái điều, cái cách trình bày thứ hai đó, là Đức Phật ngài nói với các vị tỳ kheo, ngài thấy, ngài biết như vậy đó, để ngài tuyên bố như vậy, không phải là do ngài nghe người khác, nghe cái vị sa môn khác nói rồi ngài nói theo. Chúng ta phải hiểu ở chỗ đó. Thì nó liên quan đến cái cách trình bày thứ ba đó. Cái cách trình bày thứ ba ở đây là Đức Phật nói, ta tuyên bố điều đó là do tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra. Như vậy thì trong cái bài kinh này đó, khi mà nói đến cái khía cạnh trình bày pháp đó, thì Đức Phật đã nói ba hướng, nhưng mà chúng ta tóm tắt như thế này. Bây giờ quý vị không cần phải chi phối theo cái mạch văn bài kinh nữa, mà chúng ta phải tóm gọn nó lại. Này các tỳ kheo, các chúng sanh thành tựu thân ác, thành tựu khẩu ác, thành tựu ý ác, chỉ trích các bậc thánh có tà kiến và chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung phải bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Điều này ta tuyên bố do tự mình thấy, tự mình biết, tự mình giác ngộ, chứ không phải do nghe một vị sa môn bà la môn nào khác nói mà nói theo. Ta tóm tắt như vậy thưa quý vị. Thì ở đây đó rất là dễ hiểu. Nếu mà khi chúng ta tóm gọn như vậy, chúng ta rất là dễ hiểu tại sao trong cái đoạn kinh dài như vậy đó, mà Đức Phật cứ lặp đi lặp lại mà nó chỉ khác nhau có một vài mệnh đề thôi, thì chúng ta phải hiểu cái cách đó. Bây giờ quý vị đã hiểu được cái cách trình bày đó chưa? Để xin nói tiếp một cái khía cạnh thứ hai. Ồ, tốt quá, xả thuộc. Qua đến cái khía cạnh thứ hai đó, là chúng ta mới nói đến một vài vấn đề ở trong bài kinh dịch
Thí dụ ở đây chúng ta chỉ nói một cái có sáu cái bất thiện, sáu cái điều bất thiện mà chúng ta đọc ở trong bài kinh này đó. Đức Phật Ngài nói rằng chúng sanh khi mà bị mắc vào sáu cái điều bất thiện đó, đó thì sanh xuống cõi khổ, đọa xứ địa ngục. Thì ở cái khía cạnh thứ hai là chúng ta nói về, chúng ta chỉnh từ ngữ ở sáu chi pháp. Chúng sanh thành tựu thân làm ác. Cái chỗ này đó, thì trong cái tiếng Pali đó, mặc dù đúng nghĩa là Kayaduchariti đó, Samanagato, Samanagata, Sattakayaduchariti đó, Samanagata, vân vân. Thì ở đây chúng sanh, chữ Samanagato chúng ta dịch là thành tựu thì nghe nó, bởi vì cái chữ trong cái việc của mình, chữ thành tựu thì nó lại trong cái nghĩa tích cực, nghĩa tốt. Còn khi chữ Samanagato thì xài trong hai nghĩa, nghĩa tốt và nghĩa xấu, nghĩa tích cực và nghĩa tiêu cực. Cho nên khi mà chúng ta nói đến nghĩa tích, nghĩa tiêu cực thì chúng ta nói chúng sanh có thân ác hạnh, chúng sinh có khẩu ác hạnh, chúng sinh có ý ác hạnh, chúng sinh phỉ báng các bậc thánh, chúng sinh có tập kiến, và cái điều thứ sáu là chúng sinh chấp trì nghiệp tà kiến, nghiệp theo tà kiến, chấp trì nghiệp theo tà kiến. Chữ mitra đế thi cầm ma samadana, samadana ở đây đó chấp trì nghiệp theo tà kiến cũng được, có tà kiến chấp trì nghiệp theo tà kiến. Như vậy thì ở đây đó thì chúng sinh có thân ác hạnh như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, có khổ ác hạnh như là miệng nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích, có ý ác hạnh như là có tham ác, sân ác, tà kiến ác. Và chúng sinh phỉ báng các bậc thánh, tức là họ có cái tâm suy nghĩ xấu về các bậc thánh nhân, các bậc đã giác ngộ, toàn được họ đưa lời phỉ báng, chê bai, chỉ trích, cái đó cũng là một cái ác nghiệp. Rồi có tà kiến như là trích theo thường kiến và đoạn kiến, chấp trì nghiệp theo tà kiến. Thí dụ như một người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, mà họ làm cái hành động đó vì họ nghĩ rằng không có quả báo thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có ân đức cha, không có ân đức mẹ, không có ai tu hành đắc đạo quả giải, đắc đạo quả, đắc thiền định hay đạo quả giải thoát cả. Họ chấp theo cái tà kiến như vậy cho nên họ mới tạo các cái nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Thì cái đó gọi là chấp trì nghiệp theo tà kiến. Chúng ta phải hiểu như thế, chấp trì nghiệp theo tà kiến. Còn nếu mà ở đây mà chúng ta nói là chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối thì nó có vẻ như là nó không có đúng với cái văn Bali lắm. Cái này Samma là không phải chấp nhận, Samadana, Samadana là chấp trì,
là thọ trì hay là thực hành. Smadana là chấp trì nghiệp, là thực hành cái nghiệp, là thực hiện cái nghiệp, cái hành động. Michadithi là theo tà kiến. Thì ở đây chúng ta phải hiểu trong cái mạch văn này là như vậy. Và ở đây khi mà nói đến chúng sinh mà có thân làm, có thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, phỉ báng các bậc thánh, rồi có tà kiến, rồi chấp trì cái hạnh, chấp trì cái nghiệp tà kiến, sau khi làm sáu điều đó họ sanh xuống mà khổ thú. Chữ ác thú ở đây đó, chữ đúc cà tí chúng ta dịch theo tiếng Hán hoặc dịch là ác thú, chúng ta tưởng đâu là những con thú hung dữ như là cọp, sư tử, mãnh thú hay ác thú. Nhưng mà ở đây đó, nó có nghĩa là cái cõi, cõi khổ. Chữ đúng cái tí là cõi khổ. Còn cái chữ đọa xứ Abaya tức là cái cõi mà nó không có cái sự hạnh phúc. Nirja cũng là vắng mặt cái sự hạnh phúc. Thì do đó ba từ ác thú, đọa xứ, địa ngục, cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục ở đây đó là chúng ta phải hiểu là để chỉ chung cho bốn cõi khổ, bốn cái cõi như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Thì đó là ý nghĩa của một bài kệ đầu tiên ở cái bài, ở bài kinh đầu tiên Đức Phật ngài đã dạy. Ở đây khi nói đến dẫn, cái bài kệ là dẫn ý Bồ Đà, nói những lời tà ngữ với thân là nghiệp tà. Thì cái trường hợp này đó làm cho chúng ta sẽ hơi khó hiểu. Ở đây Mincha Manang Panithaya Mincha Vachancha Phasiya Phasiya Mincha Kammani Katavana. Ngày hôm qua, ngày hôm kia chúng tôi học cái hai cái bài kệ chót trong cái phẩm Phẩm Kinh. Cái bài kệ mà Đức Phật ngài dạy là Ni Sô Đi Săng Văn Tăng Cái Di Ra Vì Rị Hoa Pá Ná Vì Rị Năng Bà Chà Pá Ní Hị Tăng. Bà Bì Dô Năng Tạch Tô Cà Rê
cái chữ Vichha Panihitan, chữ Panihitan là một, ở đây chúng ta nhớ chữ Panithaya, Panithaya là bất biến quá khứ vân từ. Còn cái chữ Panihita thì nó là một quá khứ vân từ của động từ Panitha, Panithati, Panithati. Cho nên dầu cho bất biến quá khứ vân từ hay quá khứ vân từ, nhưng mà cái nghĩa Mitcha Panithaya hay là Mitcha Panihitan chính là cũng vậy thôi. Tức là một người mà có cái tâm quấy, ở đây chữ tà chúng ta phải hiểu là quấy. Một người có cái tâm quấy như là tâm tham, tâm sân, tâm si, cái bất điều hù, bị tâm tham, tâm sân, tâm si nó xúi dục nên mới hành động thân, thân ác, khẩu ác, ý ác. Thì như vậy mới đi vào cái cảnh khổ đau, tạo nên cái ác nghiệp mà sẽ đưa đến cái sự khổ đau đời này, là do tâm bị đè nặng. Này các tỳ kheo, khi một kẻ ngu mà làm thân ác, khẩu ác, ý ác, có thân ác, khẩu ác, ý ác, ngay trong hiện tại nó bị ba cái khốn khổ, ba cảm thọ khốn khổ. Một là khi nó đi đến hội chúng, nó thấy người ta nhìn nó và họ nói chuyện với nhau sầm xì, thì nó có cái sự ngượng ngùng, cái sự khó chịu, nghĩ nghĩ luôn luôn kẻ làm ác, kẻ xấu nghĩ rằng chắc người ta đang bàn luận về cái xấu của nó, cho nên nó khổ, nó đi đến hội chúng với cái tâm không được dạng dĩ. Cái thứ hai nữa là với cái kẻ làm ác vì thân vì khẩu vĩ, khi nó nghe hoặc nó thấy vua hay quan hoặc quân lính mà một kẻ trộm, kẻ cướp, kẻ giết người nhắc muốn cầm tay dẫn đi rồi đánh đập rồi bỏ tù hay là đem ra pháp trường xử trảm, tự nhiên ở đây kẻ làm ác cái tâm của nó khó chịu, nó sợ hãi hốt hoảng, nghĩ rằng ta cũng có cái hành động tương tự như vậy thì chắc có lẽ là trong nay mai gì vua quan sẽ phát hiện, sẽ bắt ta. Cho nên cái tâm lúc nào cũng sống trong cái sự nơm nớp lo sợ. Đó là cái khổ thứ hai. Cái khổ thứ ba đó là này cái tỳ kheo, cái kẻ mà làm thân ác, khẩu ác, ý ác, cho dù nó nằm ở trên một chiếc giường sang trọng, êm ái, hay là ngồi trên chiếc ghế sang trọng, êm ái, nhưng mà nó luôn luôn bị cảm tội lỗi. Cái tội lỗi đè nặng ở trong tâm đó, lúc nào nó cũng bị ám ảnh bởi các cái ác nghiệp nó đã làm. Như vậy nó sống trong cái sự khổ thứ ba của hiện tại. Như vậy thì ngay trong hiện tại bị đau khổ đó, thì những cái sự đau khổ đó đó chẳng những là bị trong kiếp hiện tại, mà sau khi mệnh trung nó sanh vào khổ dữ ác thú đọa xứ địa ngục, rồi khi mà nó được sanh trở lại làm người, sau khi thoát khỏi cảnh khổ nó trở lại người, thì nó sẽ bị cái quả báo là làm con người gặp nhiều cái sự bất hạnh trong cái cuộc sống, như là bị nghèo khổ, hay là bị đuôi, bị điếc, bị tàn tật,
hoặc là bị tai nạn, hoặc là bị kẻ thù đánh bị giết chết vân vân, thì như vậy rõ ràng là cái tâm hướng tà đó, mitcha pari tăng chứ tăng, cái tâm hướng tà đó nó tạo nên cái sự đau khổ, nhiều hơn, khổ hơn là một điều mà kẻ thù, thanh toán kẻ thù hay là kẻ quan gia hại quan gia. Kẻ thù, thanh toán kẻ thù bất quá thì nó chỉ chặn đường nó đứng một lúc, hay là nó gây thương tích một lúc thôi, sau đó nó bỏ, vài năm sau nó bỏ. Nó còn tiếp tục hại từng ngày, nhưng mà một người tâm tà đó làm các ác nghiệp về thân, về khẩu, về ý, thì cái sự khổ đó dằn vặt suốt cả đời. Rồi sau khi chết phải sanh xuất khổ, khổ nó cũng bị lâu dài trong cái khổ. Rồi nếu sanh trở lại người thì cái quả của cái nghiệp đó nó sẽ đưa đến cái sự bi đát dài dài, cho đến khi dầu cho kiếp chót mà có chứng đạo quả là há đi nữa, nhưng mà một vị mà dầu có duyên chứng được đạo quả A-la-hán, nhưng mà vị đó trong đời quá khứ tạo ác nghiệp nhiều đó, thì vị đó, vị A-la-hán đó, ngài cũng khổ thân lắm thưa quý vị, ngài bị quả báo khổ thân lắm. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng hãy đắc quả A-la-hán xong nhưng trừ mọi phiền não rồi là ngài hoàn toàn sống hạnh phúc. Tâm của ngài thì hạnh phúc thật, an lạc thật, vì ngài không còn biết lo sợ buồn phiền nữa. Ngài diệt trừ phiền não, nhưng mà thân của ngài bị cái quả dị tục, bệnh hoạn, đói khổ. Nhưng ngài luôn sắc các tiết xá do cái nghiệp của quá khứ, và ngài ghét một vị A-la-hán. Cho nên khi mà đi đến nhà trai tăng thí chủ, họ gửi vật thực về để cúng dường cho cái vị khách tăng A-la-hán ở trong chùa. Nhưng mà cái vị trụ trì đó, đó thì lại đem đổ bỏ, chứ nhất định là không có cho. Vì vậy cho nên cái nghiệp đời sau ngài bị đối liên tục, đối cho đến chết, cho đến khi viên tịnh đến bàn. Đi khất thực ngày nào cũng thiếu ăn á. Cho nên ở đây chúng ta nghĩ đến cái quả nghiệp ác mà chúng ta tạo, chúng ta sợ lắm thưa quý vị, chúng ta sợ lắm. Mà điều này á, chúng sinh mà tạo ác nghiệp về thân khẩu ý của tà kiến, sanh xuống địa ngục khổ thú. Điều này Đức Thế Tôn đã thấy, đã biết, đã tự ngài giác ngộ ở dưới cội cây Bồ Đề, đắc được sanh tử minh hay là thiên nhãn thông. Từ ngài thấy, ngài biết, ngài tuyên bố, chứ không phải là do ngài nghe các vị sa môn bà la môn khác nói rồi cái ngài nói theo. Ý nghĩa bài kinh là như vậy. Đó là bài kinh thứ nhất. Bây giờ bài kinh thứ hai đó, thì những gì mà được trình bày trong ba khía cạnh thứ nhất là về cái cách trình bày của bài kinh. Như chúng tôi đã nói quý vị là trong bài kinh Đức Phật ngài lúc đầu ngài tuyên bố điều mà ngài thấy, ngài biết chúng sanh có thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, tức là thân từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, miệng từ bỏ nói dối, chỉ nói lời chân thật, chỉ nói lời hòa hợp chứ không có nói chia rẽ, nói lời hữu ích chứ không nói lời vô ích, nói lời vị ngọt chứ không nói lời bát. Rồi ý ly tham ly sân, có chánh kiến, thì người này ở trong đời sống có cái sự cung kính các vị thánh nhân,
không có phỉ báng các bậc thánh nhân, rồi có cái sự hiểu biết chân chánh, tức là không có chấp thường kiến đoạn kiến, rồi chấp trì cái nghiệp theo chánh kiến, tức là có trí tuệ làm những cái nghiệp như là tạo phước Phật, phước đức, phước trí cho vân vân. Thì người này sau khi mệnh chung sẽ sanh về thiện thú thiên giới cõi đời, mà cái sự tuyên bố này các tỳ kheo, ta đã thấy chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích thánh, vân vân. Cái lời mà Đức Thế Tôn tuyên bố đó là do tự Ngài thấy, tự Ngài biết, tự Ngài giác ngộ, chứ không phải là do nghe các vị sa môn, bà la môn nào khác nói mà Ngài nói theo. Cái chỗ này chúng ta phải hiểu tương tự như là trong cái bài kinh số 70 vị. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái ý nghĩa của bài kinh thứ hai đó, bài kinh 71, là Đức Phật nói về cái sự giác ngộ của Ngài. Ngài thấy, Ngài biết chúng sanh làm thiện, sanh về cõi trời như vậy đó. Thì ở đây cũng cần nói thêm rằng thú thiên giới cõi trời, cõi đời, ở đây giữa thiện thú, giữa xú và tí, chữ xú và tí, chữ xú là tốt đẹp, mà cái tí là cái khổ tái sanh. Đúng cái tí dịch là ác thú, xú và tí dịch là thiện thú, nhưng mà ở đây tức là cõi lành, cõi dữ. Chữ đúng cái tí là cõi dữ hay là cõi khổ, còn xú và tí là cõi lành hay là nhàn cảnh. Thì nhàn cảnh này bao gồm có cả cõi người, cõi chư thiên và cõi phạm thiên. Có ba cái cõi mà gọi là xú và tí, tức là ba cái nhàn cảnh: cõi người, cõi tiên thiên và cõi phạm thiên. Và ở đây khi chúng ta nói đến cái chúng sanh mà có phước sanh về cõi, sanh về nhàn cảnh, là do nhờ sáu cái công đức. Do nhờ sáu công đức: một là kaya sucharite na samana kata, tức là có thân thiện hạnh, vachi sucharite na samana kata, là có khẩu thiện hạnh, mano sucharite na samana kata, là có ý thiện hạnh, ariya năng anuppavada ka. Anuppavadaka tức là không có phỉ báng, là không có mắng chửi, không có nói những lời khiếm nhã với các bậc thánh. Smaditika tức là người là chúng sanh có chánh kiến, tức là có sự hiểu biết đúng đắn. Như thế nào gọi là đúng đắn? Tức là thứ hết là người hiểu biết về nhân quả, nghiệp báo. Thứ hai là người này biết có đời quá khứ, biết có đời sau,
biết được cái hành động thiện hay là ác sẽ có quả báo, như vậy gọi là có chánh kiến. Người này có trí tuệ, thấy biết cái pháp hữu vi là vô thường, có cái sự thay đổi sinh diệt, rồi thấy được cái pháp hữu vi, cái đặc tính của nó là khổ, thấy được các pháp đặc tính là vô ngã. Thì như vậy nếu nói chánh kiến thì nó có nhiều, có nhiều cách năng thương vị. Hiểu đúng về nhân quả nghiệp báo, hiểu đúng về cái cảnh giới tái sanh, quá khứ, tương lai, hiểu biết về cái đặc tính của pháp hữu vi là vô thường, khổ đau, vô ngã, hay là hiểu biết về tứ đế, người khổ tìm nhân đạo, là pháp cần biến tri, cần đoạn trừ, pháp cần đức chính và pháp cần tu tập. Thì biết rõ như vậy gọi là người, là người có chánh kiến. Rồi lại nữa, chắc trì, chắc trì cái hạnh hay là cái nghiệp, chắc trì nghiệp theo theo chánh kiến, tức là người tạo cái nghiệp như là bố thí, vì hiểu được lý nhân quả nghiệp báo cho nên mới bố thí, gọi là chấp trì cái nghiệp theo theo chánh kiến. Người này giữ giới vì hiểu biết được nhân quả nghiệp báo, hiểu biết vô thường, khổ đau, vô ngã, cho nên người này giữ giới để thoát khỏi cái khổ luân hồi, chứ không phải là chấp theo cái giới cấm thủ. Thì như vậy gọi là giữ giới, theo người hành động giữ giới, tạo cái nghiệp chánh kiến, cái nghiệp theo chánh kiến, vân vân. Thì như vậy chúng ta phải hiểu rằng là ở trong cái bài kinh số 71 này là Đức Phật Ngài cũng nói rõ là cái vấn đề mà chúng sanh tạo thiện nghiệp, có chánh kiến, những chúng sinh đó được sanh về cõi trời hay cõi người, điều này là do nơi cái ngài hiểu biết bằng cái giác ngộ, cái tự kinh nghiệm bản thân, chứ không phải ngài tuyên bố điều đó là do ngài bắt chước theo, nghe theo các vị môn và lâu khác nói rồi ngài nói. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì ở trong hai bài kinh này đó, về cái khía cạnh thứ ba mà muốn nói ở đây là vấn đề chúng ta tu tập. Thưa quý vị, tất nhiên là người Phật tử chúng ta biết rõ, khi chúng ta đọc qua bài kinh là chúng ta phải biết chúng ta sợ phải sinh xuống cõi khổ, đọa xứ địa ngục. Cho nên những cái nghiệp mà thuộc về tà kiến, những cái thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, ý nghiệp ác, vân vân, cái đó chúng ta bỏ đi, chúng ta tránh xa, chúng ta đừng có làm. Bởi vì cái đó là nó dẫn đến cái sự khổ đau. Mà chính cái điều này là Đức Thế Tôn Ngài đã giác ngộ, ngài đã nắp được thiên nhãn thông, ngài đã thán biết sự thật là như vậy. Cho nên chúng ta hãy có niềm tin nơi Đức Phật, và ngài đã tuyên bố cái điều đó là điều xấu, điều đem đến sự đau khổ, thì chúng ta nên bỏ, không nên làm. Nhưng mà cái vấn đề mà Đức Thế Tôn ngài đã giác ngộ, ngài đã thấy, ngài biết chúng sanh tạo nghiệp thiện, có thân là thiện, khổ lời nói là thiện, ý suy nghĩ thiện, không hủy bán các bậc thánh, có chánh kiến và chấp trì nghiệp theo chánh kiến. Thì điều này Đức Thế Tôn đã thấy và biết, những chúng sanh đó sau khi chết sanh về cõi trời
hay là cõi người được an lạc cõi chư thiên và cõi nhân loại. Và cuối cùng thì những chúng sanh đó họ tạo được cái duyên phước, họ sanh, họ đắc được đạo quả giải thoát thì chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên khi mà chúng ta đọc cái hai bài kinh này đó, thì chúng ta nếu sợ cái sự luân hồi sanh tử trong cái cõi khổ đau thì chúng nên từ bỏ những cái hành động quấy xấu ác đó, để chúng ta làm các cái nghiệp thiện sanh được cõi trời thôi. Nhưng mà nếu chúng ta là người có trí tuệ nhiều hơn nữa thì chúng ta nên biết rằng dầu cõi người hay cõi trời hay là cõi phạm thiên vẫn gọi là sanh tử luân hồi, thì chúng ta mới hướng tâm đến niết bàn, đến cái sự giải thoát. Thì như vậy đó thưa quý vị, chúng ta sẽ có cái điều an lạc. Thật ra đó, trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta được cái may mắn hơn chúng sanh khác ở chỗ là nhờ chúng ta có lòng tin, chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy, cho nên chúng ta có thể tự quyết định cuộc đời của mình, cái vận mệnh của mình tốt hay xấu là do tự mình quyết định. Mình an vui hay là mình đau khổ cũng đều do trách nhiệm đó, là do tự mình. Vì điều mà Đức Thế Tôn đã giác ngộ, đã thấy, đã biết dưới cái bồ đề do Ngài đắc thanh sanh tử minh, thiên nhãn minh đó, thì Ngài đã tuyên bố như vậy rồi, thì chúng ta cứ nương theo đó mà chúng ta tu tập. Và mỗi khi mà chúng ta khổ đó, bị cái quả báo khổ, thì chúng ta nên nghĩ rằng cái này là do cái ác nghiệp ở trong quá khứ còn sót lại. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta cầu nguyện Đức Phật, nhờ Đức Phật cứu rỗi cho, nhờ Đức Phật Ngài giúp đỡ, Ngài ngăn che cho mình tránh khỏi các ác nghiệp. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ như vậy. Đức Thế Tôn đã viên thịnh niết bàn với hơn nữa, Ngài không bao giờ Ngài làm cái việc đó đâu. Chúng sanh mình sanh về cõi trời được an lạc, được giải thoát cũng do chúng sanh nó tự mình làm các cái điều thiện, tu tập những cái hạnh lành, những cái phước báo mà đạt được như vậy thôi. Đức Phật Ngài chưa bao giờ mà Ngài hứa hẹn với chúng sanh là Ngài sẽ ban phước tha tội cho. Ngài thường tuyên bố rằng Akhataru Tathagata Tumhehi Kichang Atapang, Như Lai là người chỉ đường. Còn cái sự đi đó là do chính các ngươi, chúng ta phải tự thắp đuốc mà đi. Thì ý nghĩa của bài kinh hôm nay chúng tôi xin được trình bày giải thích như vậy. Bây giờ thì đã hết giờ, chúng ta sẽ qua bên lớp Phật Pháp của Thích Tông Mát. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, chúc quý vị được sự an vui tiến hóa. Và xin cung thỉnh Thượng Tổ Minh Hạnh chúc phước phước báo cho rừng mô vô thầy. Bhavatu sapa mangalam rakkhantu sapa devata sapa buddha anupavana ca sati bhavantu rakkhantu sapa devata sapa dhamma anupavana sada sati bhavantu te Bhavatu sapa mangalam rakkhantu sapa devata sapa sangha anupavana sada sati bhavantu te. Đa can phố hoàng cơ đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhà đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư Tăng, ca sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Hòa Thượng Tề Siêu